ít nước ra. Mấy kia giống ốc giác như ta. Phải không? Không, con này là. À, cái đó mới là ốc giác, còn mấy con ốc kia. Con này là con ốc giữa, ốc dụng không? Ốc đó bao nhiêu đồng giá hết rồi chị? Bây giờ em lấy 1 ký lộn xộn đi. Vài con này vài con kia đi. Bắt ở ngoài nó vô hả chị? Con này nhỏ hơn không hay lớn hơn không chị? Nhỏ. Nhảy vậy ta. Con này ốc gì chị? Nhảy. Ốc nhảy. Nhảy bàn tay. Ốc gai. Ra tâm lụm ít con gai. Ít ốc lụm con gì con nọ. Này con kia. Ký nhiều không chị? Đây, con to này. To nặng ký mà dai á. Con nhỏ nhỏ. Nhỏ thì nó con. Rất là lạ luôn mọi người. Một người đàn ông hay là người phụ nữ vậy ta? Phụ nữ hả? Rồi đi tới cái chỗ này trống trống xíu mà mình xem thử, mình hỏi thử người này đang có vấn đề gì nha. À. Dạ chào chị. Dạ chào chị. Chị vô đây em hỏi thăm chút xíu được không? Dạ không, giờ em đi vô lúc hành mà. Em có bị bánh em cho chị nè. Không, em đang ở anh đi đâu vậy chị? Dạ không. Không biết là chị đây có vấn đề gì. Chị cho bị bánh chị nha. Chị nè, cho bị bánh. Không biết như thế nào luôn mọi người. Mình thật sự muốn giúp đỡ chị ấy nhưng mà chị ấy từ chối nhận sự giúp đỡ của mình luôn. Mình đang đi trên đường về mọi người. Chắc là thấy mình lạ quá cho nên là không có dám tiếp xúc với mình á. Trường hợp này rất là khó luôn. Không biết như thế nào đây. Ăn mặc thì không có được bình thường. Nhưng mà mình nghĩ là chị ấy đang gặp khó khăn á mọi người. Chị ấy nói mới nãy với mình là chị ấy đang về Long Thành để Hy xem thử là Hy có thể giúp được gì hay không nha. Chị có cầm một cái gì đó, một cái bị gì đó đó mọi người. Chị ấy đang treo một cái gì đó ở trên người này. Đây. Quần thì mình thấy là bị rách rất là nhiều và mình nghĩ là chị ấy đang đi trên đường xa lắm. Chắc đi từ xa tới đây nè. Chị ấy không phải người ở đây đó mọi người, rất là lạ luôn. Em gửi 100 ngàn chị về xe. Dạ, dạ. Chị đi từ đâu ra đây vậy? Em ở Long Thành ạ. Từ đâu? Em ở Long Thành ạ. Xa gì vậy hả? Dạ. Em có người thân không chị? Dạ không. Bây giờ chị bắt xe đi nha. Dạ, dạ. Chứ chị đi bộ gì xa lắm. Dạ, em có con. Chị lấy bị bánh ăn luôn chị ơi. Rất là lạ mọi người à. Thấy... thực sự rất là đặc biệt nhưng mà không thể nào để có thể là tiếp xúc để nói chuyện với chị nhiều hơn. Mình chỉ là mình nghĩ là chị đang cũng có một số vấn đề về tâm lý hay sao đó, mọi người cũng thông cảm thôi nha. Tại vì thực ra những cái trường hợp này rất là khó xử lý và mình rất là muốn cố gắng giúp chị một phần nào đó nhưng mà Huy đưa chị 100 ngàn để chị có khi là chị mua đồ ăn hay là bắt xe đi cho nhanh.
Bữa nãy chị nghe là chị ấy nói là đi về tới Long Thành từ Đà Nẵng. Bữa nãy là chị đứng ngay đây chị nói là từ Đà Nẵng chị về tới Long Thành. Thực sự rất là xa. Và tụi mình bây giờ phải thôi bây giờ thông cảm cho Huy thì chạy về nhà, chứ bây giờ mà cố gắng theo chị mà làm phiền phức chị thì cũng không có hay hơn mọi người không. Bây giờ đi về. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Thì Huy vừa mới về tới nhà. Thì đây là những con ốc mà Huy mua mới nãy này. Rồi đây là cái rổ cá mà hồi sáng mà Huy vào trong chợ Cà Ná Huy mua. Thì hôm nay thì Huy sẽ làm một cái món ẩm thực với tất cả những cái loại ốc khác nhau để review cho tất cả mọi người. Và một loại cá cắt kè này thì lâu lâu mới có thôi. Và thịt của nó thì ăn rất là ngon. Và nó được coi như là cá lau kính ở đồng mình đó mọi người. Chiều nay thì Huy cũng muốn giới thiệu một chút xíu cho cả nhà là mấy hôm bữa là mình có ương mấy cái cây sâm đó mọi người. Đây này, bây giờ là mình đã đưa ra các chậu rồi nha. Khi mà nó lớn lên khoảng vài cm là Huy đã đưa ra chậu. Và đây là cái đợt cuối cùng là Huy gieo. Là nó là còn rất là nhỏ, nó tầm khoảng 2 cm thôi mọi người. Còn ở cái khu vực bên đây nè, ở cái khu vực bên đây thì nó lên khoảng tầm 3 cm rồi, thì cũng được cỡ khúc cỡ này. Cái bộ rễ nó rất là dài luôn, và kiểu như là nó hình thành ra được cái hình hài của một củ sâm rồi. Nhưng có điều là mình phải trồng một cái thời gian cho nó lớn nữa. Thì những cái lá này thì nó to cũng bằng cái ngón cái tay của mình này. Đây thì khi trồng thì nhắm một thời gian nữa tầm khoảng hầu kỳ ta. Chà. Thì tầm khoảng 1 tháng nữa thì nó bắt đầu phát triển lớn lên và cứng cây. Và cái thời gian sau nữa thì để có được cái lượng bông và lượng củ để thu hoạch thì tầm 6 tháng cho đến 1 năm mọi người. Và bên kia là những cái cây cà chua dây leo mà Huy đã trồng. Đấy thì mai mốt là mình sẽ đưa ra ngoài đất lên vàng rồi nó sẽ có trái cho chúng ta ha. Đấy là cái số lượng sâm hiện tại Huy trồng là tầm khoảng 100 cây. Hiện tại có 100 cây, mọi người thấy như vậy thôi. Đây nè, 2, 4, 6, 8, 10. Đấy, có nhiều này, thì là 10 cây này, 20 này, 30 này, 40, 50, 60, 70, 80. Và còn trong đây nữa, 90, 100 là đủ 100 cây. Thì mai mốt là Huy sẽ tiếp tục ương giống và nhân thêm những cái số lượng sâm này. Để sau này chúng ta có thể là sử dụng cũ của nó. Nếu mọi người có nhu cầu thích thì chờ khoảng 1 năm nữa nha. Cái này thì chắc nó cũng hơi lâu. Và không biết là thời tiết và khí hậu ở mình nó có thích hợp hay không. Thì Huy thử sức mình để trồng cái loại cây này. Để xem thử một năm sau cái kết quả nó như thế nào ha. Thì hiện tại là ba mình đã làm mấy cái luống lại rồi mọi người. Thấy ở xung quanh nhà mình thì lúc trước là trồng mấy cái đợt 4 tháng trước là bắt đầu trồng mấy cái cây chuối này thôi. Và bây giờ thì nó cũng đã phát triển rồi. Nó đang bắt đầu gần cho ra hoa. Còn cái đợt ở trên này thì nó còn nhỏ này. Thôi mì nhà thép cho thì của ba thép cho mọi người thì nó cũng đã bắt đầu có củ rồi. Khoảng 1 tháng nữa là ăn được. Đây này. Đấy. Là mai muốn là sâm mình sẽ đưa ra hết luôn nha. Mình sẽ đưa ra hết trồng rồi đây. Và Huy sẽ trồng thêm đu đủ này. Đây là mấy cái cây đu đủ mới trồng. Mà mưa nó ngập vô không biết là nó có chết hay không nữa. Đấy. Sau này Huy sẽ dùng gốc lên. Và đây là cái vườn hoa hột nút. Hoa hạt nút. Đấy mọi người nhìn thấy có đẹp không? Và xen lẫn ở trong là mai nha. Mai này sau này mà nó phát triển to thì chúng ta có nhu cầu thì mình sẽ lên đây để tuyển một vài cây để về nhà trồng. Đây này.
Cái này là cây é này mọi người. Ở đây thì trồng cũng khá là nhiều. Và đây là những cái hoa huyền thọ, huyền thọ màu. Và bên kia là anh Hải hả mọi người? Anh đi đâu về mà tóc đầy me vậy? Cái gì? Giá xong tới đây xì lại. Trời. Xin chào cả nhà. Sao mà hên dữ trời. Sao mà hên dữ ta. Vô tới đây rồi nãy anh gọi em mà em nhớ lúc anh gọi em mà gọi video nhớ ráp cái vỏ không? Dạ. Lửa ráp cái vỏ rồi. Trời đất ơi. Xì lại chạy ra lại luôn chứ để tí xíu đi bộ về sao. Trời ơi. Vất vả cho anh Hải và mùi. Đây là cái vườn mai nè. Mai mốt anh có nhu cầu không thì xuống đặt hàng em nha. Sao cừ? Anh chỉ đâm chim chóc thôi. Chim chóc là ví dụ ơi. Thấy cái áo anh đỏ màu rồi nha. Y luôn đó, có hình con quạ ở dưới ngực nữa kìa. Đây là bốn cái cây bưởi nhà mình này. Thì trái nó đang ra rất là nhiều. Đó, ở trong kìa. Ở trong đó mọi người không thấy đâu. Ở phía dưới này. Bữa này cũng tầm khoảng 2-3 tháng rồi. Nó cũng cho được 2-3 tháng rồi. Bên này cây này nó đang bung lá non rất là nhiều. Đố anh cá này là cá gì? Cá lâu kính. Cá cắt kè. Cá chừ kiến. Cá cắt kè phải không? Bây giờ em chuẩn bị xong rồi. Bây giờ mấy anh em mình ngồi nướng ăn ha. Vừa ngồi nướng ăn em vừa có một chuyện này em kể cho anh nghe luôn. Ồ vậy hả? Đặc biệt lắm luôn. Vậy sao? Chuyện kể về một người bí ẩn. Wow. Ủa, ốc con này nó còn sống không hả? Còn sống luôn mà. Bắt ở ngoài biển vô luôn á. Lặn hồi sáng giờ anh. Lặn mà đuối tay đuối chân luôn. Bắt được mới đó. Rồi lát mấy anh em mình ăn. Ăn cũng chảy nước mắt lắm. Cái phần mà luộc ốc này thì mình sẽ bỏ thêm một ít lá quế vô mọi người ạ. Cho nó thơm. Rồi vài lá xả nữa. Đây nè. Quế chứ phải xả. Quế xả nha. Mọi người luộc ốc mình nên cho mấy cái loại rau vô, rau mùi á. Rồi bây giờ mình qua mình hãy xả. Rồi đây mọi người ơi, thì tất cả mọi thứ là mình đã chuẩn bị sẵn ra rồi nha. Thì cái ốc này là em mua ở ngoài chợ anh hả? Sao nãy mới nghe nói tới thì là đi bắt luôn á. Giờ thì mới nãy nói gì cho vui thôi. Đây wow, đây rất là nhiều loại ốc luôn, anh mở cái đây ra cho khán giả xem này. Wow. Đủ loại luôn anh. Thơm không? Thơm quá. Em hấp với lại lá xả rồi lá quế cho nên nó rất là thơm. Và đây cái món chính của chúng ta đây là cá cắt kè. Cái kè nướng nha, cái kè này chủ yếu là mình nướng thì ăn nó sẽ ngon hơn, cái thịt nó sẽ thơm và nó săn chắc hơn. Nhưng mà nếu như có cá to thì mọi người ăn nó sẽ ok hơn nha. Tại vì chị đó chỉ còn cá nhỏ nhỏ như vậy không à. Cái đợt này nó vô hình như là không có to lắm. Thì ở đây là cái dĩa mắm me mà anh nãy vi đâm. Để bây giờ để kêu ba ra ngồi ăn với anh Hải cho vui nha. Can hả? Can dĩa hả? Canh cắt kè. Canh cắt kè. Canh cắt kè mọi người ơi. Tự nhiên trong đây em anh thấy có cái gì lạ nhất không? Đây. Cảm ơn anh. Gì lạ nha. Anh nhìn trên cái bàn này anh thấy cái gì lạ nhất không? Anh hả? Thấy hai chén mắm. Hai loại mắm hả? Chú thấy cái gì lạ nhất không chú? Nói vậy. Ốc không à, không biết cái gì là lạ đây. Đúng rồi. Cái gì cũng biển á, có mình ốc đồng chính giữa. Lộn con ốc đồng này nè. Ốc biển tự nhiên có món ốc đồng. Nó lộn vô, ốc này nó chả lắm. Wow, cái con ngon đó nè. Ăn nó rột ngon kìa. Dạ. À, ốc này như ốc này có phải là ốc như bữa trước mình cho cháu mình đi bắt chú à. Có ốc này ốc nào nữa? À. Ốc mưa nó lên này, ốc. Ốc dưới ao nè. À, cái đó ốc đất. Dạ, ốc này không phải hả? Ốc này, ốc dưới ao này. Dạ. Thả đầu dừa xuống cái nó đều hồi mới sáng bắt được cũng chén đầy hơn đó.
Thấy đây là anh phải hốt một nắm lên. Anh xỏ hết một xiên luôn, anh chấm ăn luôn lần mới ngon. Còn mất trớn. Wow. Ngon quá cả nha. Chiên mắm mì. Đây giờ kiếm một con ốc to to. Con còn ốc giác nữa kìa. Ốc nón nữa nè. Rồi ăn con ốc đó đi, ốc đó ngon á. Ốc đó gọi là ốc chỉ á. Cái đó là tên mình đặt đại thôi chứ mình cũng không biết cái tên của nó nữa. Ở nhà biết ốc gì. Thấy nó y như con cái ngón tay nó chỉ đó trước kia ốc chỉ luôn. Cầm cái nó chỉ đó thẳng mà. Ê, con này ăn sao Huy? Em chả biết ăn cái gì. Con này ăn sao Huy? Anh rút cái này ra. Đúng rồi, anh rút cái nắp của nó ra. Cứng quá cứng nha. Wow, nó cứng mà. Cái này phải lấy cây đũa rồi chứ. Này, đũa này mà đi. Con này nó gấp hai luôn. Cứng quá. Hai lại nữa luôn á. Cứng quá. To. Đó, lên nó kìa. Wow. Ôi trời ơi. Ôi, nghiệt lời luôn. Nghiệt lời luôn á. Cái này trên nó dai quá cắn không nổi. Wow. Wow. Ồ, nó dai kìa. Ồ, nó có cái gì ở dưới kìa. Coi thử chín kìa nha. Chín rồi ha. Chín rồi. Wow. Nó nóng dài. Thơm quá. Nóng dài lắm á. Chắc là đó giờ ba ăn. Ủa vậy là ốc này ốc chỉ là tên em đặt chứ đâu phải tên ốc chỉ hả? Đúng rồi. Em tự đặt á. Ba mình thì chưa có ăn cái ốc này. Nhìn nó lạ quá. Em thấy nhìn giống như cái đàn bầu á anh. Gì hả? Phải không? À, giống như đèn bầu á. Vậy chắc ốc bầu. Ốc bầu nó có cái cần đó nó. Dạ. Ốc chỉ bầu. Nhìn nó đẹp lắm. Wow. Chà bá luôn. Mở nha. Mình cũng quá duyên cô chú 11 miếng. Rồi. Đúng. Đúng. Đó con ăn rồi chứ. Wow. Mời cả nhà. Không mấy con này chắc phải đập luôn. Chắc là cái con ốc đó mình ăn hết luôn á, mình không bỏ gì đâu. Dạ dạ. Cái khúc dưới nó mong mềm không? Khúc dạ. Này nè. À, cho mình. Dạ. Cái này ốc này người ta cũng hay làm gỏi hả không chú? Dạ dạ. Cũng được mà điều nữa. Sao nó nhiều vậy? Dạ. Một con nó dài. Dạ chú. Rồi rồi vô vô. Con quá trời luôn này. Dạ chú ăn đi. Dạ dạ. Đó. Dạ. Ăn đi anh Hải. Anh Hải. Đừng ngại anh. Ừ. À mà vô. Mời anh. Anh chấm mắm này. Chấm từ từ nha anh. Cho khán giả xem này. Wow. Lùa cái mắm me kìa. Nhìn đã hay chưa? Rồi ok. Giòn hả? Giòn. Ừ vậy hồi bữa mấy con ốc ngoài kia, dạ. Ốc mà bữa làm gỏi vậy. Wow. Rút nó không lên nè. Chạy chưa ra được hả? Thôi lấy con khác ăn. Lấy con nào dễ ăn chứ. Lấy rút thôi con. Ốc dài. Đây Vy, đây này đó. Đây nè. Anh ăn đi, để em ăn đi. Nãy giờ hai chú cháu ăn ốc, con ốc to đùng kia rồi. Em ăn cái này đi. Con ốc nhảy đó bị ngon luôn á. Ốc dài. Nó dài hơn, nó là nhiều chứ. Con em. Wow. Cắt ra ha. Thôi em ăn. Thôi gì chứ. Có một con mà mình thưởng thức chung chứ. Ốc này là ốc người ta lặn ở ngoài biển á mọi người. Nhìn thấy nãy giờ là mình chảy miếng lắm luôn. Cái thằng dơ này đi. À, chú. Ủa con này mình ăn, mình sao mình lấy ra chú? Con nó chắc phải đập và nó bị thụt vô trong rồi. Rồi lấy trời mà. Để con nghiên cứu nó coi. Móc nữa. Ốc đó kiểu giống như là ốc giác gì. Không ra nổi. Wow. Hả? Anh miếng, lo anh được miếng. Bữa ăn ốc cảm ơn em. Bị thụt, vô trong rồi. Cái đó để đập rồi nè. Cái đó để đập. Để lấy kèm á. Nó tựa giống như con ốc, ốc heo anh. Wow, cái mắm nhìn nhức luôn hả anh? Mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Ốc này là ốc nhảy á. Nó ngọt. Lỏi nha, một con anh thành ba luôn. Đã. Đây mình còn cái món này chưa trở nè. Cái này phải trở nè. Không là nó bị cháy ở dưới. Ngon ác luôn. Ốc này là ốc gai nè. Chúc mừng. Ngon ác luôn. Nó đổ về bên đây quá. Ăn anh. Hả? Anh đang băng đây. Bữa giờ hãy vô trong mà mình nhận. Dạ. Bây giờ tôi chạy vô trong bên đâu. Dạ đâu có đâu. À, còn bây giờ con ở đó với lại con lên trên Quảng Sơn á, cậu con mở cái văn phòng trên đó. Mở cái văn phòng dạy lái xe ô tô á. Con lên con phụ tại vì ông còn đang dạy, con lên con phụ.
phụ ông để dán lại những cái, như mình dán những cái đề can nữa trước, như là bản hiệu, cái như bản hợp quảng cáo hộp đèn đó chú ạ. Không có đâu, ốc này đâu có dây gì đâu. Mặn mặn thẳng luôn à. Mặn mặn là do nó luộc và đổi với biển. Đổi với biển á. Chậm chậm. Vui vui vui, lấy thoại bởi con hùng đó. Đúng rồi, chậm. Tới phong chậm chạp quá mà. Tới phong chậm chạp. Tới phong chậm chạp này là gọi gì gọi chinh hùng là. Thì nãy giờ thấy mọi người ăn ai cũng rất là ngon miệng, mọi người nhìn là mình thèm luôn. Bây giờ mình sẽ thử ăn cái con ốc bánh ú nha. Đây, mình lễ ra sẵn rồi nè. Cái nước này là cái gì em? Muối chua chanh hả? Muối ớt chanh hả? Muối ớt chanh. Chấm thử muối ớt chanh nha. Còn cái kia là mắm me. Mắm me lát mình ăn cá thì nó ngon hơn. Ủa cá nó so lên kìa. Quá. Đây mời cả nhà thưởng thức luôn nha. Ăn miếng la quế nữa. Con này mà em ăn không thôi con, ngọt. Đúng không? Ngon. Mặn ngon con. Miếng này nó đụng. Ngon biết ta. Con này bữa nay ít lắm, ăn hiếm, không có nhiều. Ôi, Vinh Hồng. Nào đây tại. Ôi. Wow. Ngon. Wow. Vô 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 nữa à, mấy con áo hôm bữa vô em mang đi, sắp xếp đội hình lại đội nhỏ chút xíu, hay là mình bữa vô kia mình bỏ vô trong đi. Okay, thì... thì mới nãy là Huy có kêu Hùng với lại Rí Ngon cũng lên rồi, thì bây giờ xin mời tất cả mọi người tiếp tục cùng thưởng thức và review lại mấy cái món ăn này với tụi mình nha. Rồi bây giờ những vị khách nãy giờ chưa thưởng thức đây mấy con ốc này. Đây, ăn cho nó đã. Bánh ú thì dễ nè. Bánh ú thì dễ. Bằng hai lần. Mấy con này thấy gì mà ngọt lắm nha. Ngọt lắm, ăn ngon. Em ăn không vẫn có đủ vị. Nó mặn. Đâu quết cái mắm mì vô nó có đủ chua chua luôn. Sò sao quá. Sò gì á. Kiểu mình biết gì để kêu. Con này vô ít lắm, nhưng mà nó ngon. Nó ngon nhất trong các loại nó luôn á. Thịt nó chắc mà nó ngọt. Đợt cái chi thủy mang ngoài à, mà giờ xuống có hết. Hiếm lắm, giờ hiếm lắm. Ít chưa có. Wow, ngon dữ rồi. Ngọt mắm ngon. Đã không? Quết cho vô cái mì nó có đủ chua chua nữa. Còn ăn không thì nó cũng mặn mặn. Sở hữu này là quết cho cái mắm mè ăn nó. Đây, bên đây cái con này mình chưa ăn này. Wow. Thịt nó mà bên đây một con mà cắt là 4 người ăn. Con lớn á. Cái con lớn á, ốc chỉ á. Ốc đó nhiều ngón tay chỉ đó vậy. Hùng lễ con ốc mà nãy giờ luôn á. Ra bắt không? Bắt là thôi con nói được, thôi lấy con này nè lễ cho nó nhanh. Máy sao? Nó sắp lên. Con ốc này là ốc gì chú? Là ốc hụt nút nha. Ốc gạo á. À. Ốc gạo biển. Ốc gạo biển. Ốc này sao nó cứng dữ trời. Chưa có. Đây mũi dao kìa, nãy nó rút lên. Cái cây này đủ, cái cây đủ này nó non quá, nó mềm xìu à. Nó cái mũi dao á. Không ra hả? Nãy ra được cốc mặt còn cốc trong này. Chà. Lên. Không lên luôn. Con này ốc tự. Ốc à. Nhìn ốc vui. Cây này non. Cây ốc mà nó gãy cây luôn trời. Ừ. Có cái làm gì không? Cái đó hả? Chắc có. Có cái đó không? Nó mắm đường á. Ui da, hai cái nó ăn nó mặn mòi lắm. Ôi đây nè, mua cái này thì mặn của biển. Ôi. Ủa hình như con này hôm bữa mình bắt dưới biển không ta? Không, con kia là có ốc ngựa, nó cũng tự như con này, con này có. Đâu con này bắt được con mấy con đó. Con này mương Nhật hả? Bị. Dạ. Con này mương Nhật hả? Con này sông lưu anh. Ốc biển à. Con này thơm nè. Thơm. Chẳng mũi dao này nó lên hả? Chẳng mũi dao này gắm vô. Cây mà một lần đó 4 cây này. Cây non mà. Cây non xèo đó. Trời ơi. Mấy con ốc mà khó khăn dữ trời. Nó nảy còn hơn nảy hầu nữa. Trời ơi, ăn cầm coi cho nó nảy rồi nó đứt á. Sức luôn trời. Thôi anh lấy được lấy dao nữa, anh cầm rút lên thôi. Wow, con ốc này nè, nó nhỏ mà nó rất là mặn mòi luôn cả nhà. Lấy mình thua con ốc ta. Bị có gia vị rồi chú ạ. Bây giờ mình phải chấp nhận bỏ khúc dưới à. Nó cái đuôi nó dài á, nó sống ở dưới nó cứng.
Thì mình luộc chưa hết ăn được. Mình luộc chưa chín ăn đấy, với, nãy giờ ăn với chú ăn nhiều. Để coi cái con nhỏ này nó sao. Tự nhiên bị nghiện ốc nè. Nghiện hả? Nhỏ nhỏ mà lễ vui. Không mình nó có gia vị trong này mà. À nó có đường ngót ngót. Dạ. Chắc dầu. Hôm nay đi về anh, em gặp một người đàn bà lạ lắm. Ho đá hay sao? Kiểu như là bên chủ cái bè này. Ủa vậy luôn hả? Ăn mặc mà kiểu đồ quần rách áo rách kê tua luôn. Mà đi từ Đà Nẵng. Trời. Đi Đà Nẵng về tới đâu? Long Thành. Long Thành đi bộ. Vác một cái bao đi bộ từ Đà Nẵng về Long Thành. Mà đi hiện tại là vô tới Cà Ná rồi. À cái lúc mà anh gọi em nói em đang thấy đó hả? Đúng rồi, à. Đang quay á. Yeah. Mà mình giúp đỡ người ta không có dám tiếp xúc mình luôn. Đứng mẻ gần. Em cho đồ ăn không lấy, cho tiền thì lấy. Không biết cái người ta suy nghĩ thế nào. Em nghĩ là người ta sợ là lúc trước kiểu như có vấn đề tâm lý á. Rồi người nhà bỏ thuốc để chữa trị thì bỏ thuốc mê vô bên trong đồ ăn á. Để đưa đi chữa trị á. Thì chắc là người ta sợ là cho đồ ăn là bỏ thuốc mê rồi để bắt đi á. Nên người ta không có lấy. Công lao ngồi cậy. Công lao ngồi cậy ra cái con ốc nó thước luôn. Và xong rồi khi mà mình nói chuyện với chị đó, chị có giao tiếp không? Đấy là có giao tiếp, có nói qua nói lại không? Không anh. Không, em có là đó thì tới thì hỏi là chị đi đâu. Rồi chị nói là chị đi về Long Thành. Nhiều đó thôi. Nhiều đó thôi. Rồi xong chị đi tiếp. Rồi em mới quay xe, em cố gắng đi theo để em coi thử em giúp đỡ được gì, em giúp không. Thì tới em hỏi là chị hiện tại chị đi đâu, tới đây chị đi lâu chưa. Thì chị nói chị đi từ ở ngoài Đà Nẵng á. Trời ơi. Nhưng mà vẻ mặt nhìn thấy cái phong thái nó rất là khác với người bình thường. Tóc thì bù xù, rồi người thì lem luốc. Nghĩ là chắc cũng không có tắm á, nên lúc là đi cả ngày cả đêm dơ đó, đi cả ngày cả đêm xuyên miền đêm luôn. Chắc sao có vấn đề về tâm lý. Quần áo rách hết rồi, đầy luôn 600-700 cây số. Lúc này sợ không, không? Ta cho ăn cũng không dám ăn á, cái đi cũng sợ tư tưởng bị có một cái lòng xảy ra sợ. Không biết là người ta ăn cái gì, có vấn đề chắc cho gì ăn đó. Giờ kiểu tới chỗ nào thì ngủ chỗ đó luôn. Con ốc này nè. Đây ra. Hay không? Lăn bạc vậy. Nữa cái là cái sức của người ta đi á. Mà đi nhanh lắm. Đi rất nhanh. Đi bộ đi rất nhanh. Đi chắc chắn là chân sẽ bị phồng. Đúng không? Em đi hành quân em đã từng biết. Chính xác. Chân sẽ bị phồng. Khi mình đi nhiều quá chân mình ở dưới nó phồng lên như một cái bọng nước, đúng không các bạn? Dài. Và hồi trước là khi mình cũng đi, mình đi hành quân mình bị phồng là mình thường thường. Đúng không? Thường thường lấy cây kim luồn sợi chỉ chọt qua cái đó để sợi chỉ nó cho nước. Mà cột mình đưa sợi chỉ qua cái chỗ phồng nước miếng thôi. Là cho cái nước mà bị phồng ở trong á nó theo cái đường chỉ nó đi ra thôi. Còn nếu như chị đó đi như vậy chắc chắn chân sẽ bị phồng. Nếu như đi từ Đà Nẵng về tới đây đúng không? Chắc chắn sẽ phồng. Chắc chắn sẽ phồng. Đường quốc lộ nữa. Dạ. Dạ, em nghĩ là chắc chắn rồi đó, rất là đói. Mà đưa đồ ăn là không. Đưa đồ ăn không lấy. Không dám. Sợ đó. Nhiều khi người ta bị một cú sốc tâm lý nào đó. Trong này bị luôn. Trời ơi, gà móng vô, gà móng vô. Gà móng vô. Nghịch lơi. Con ốc của mình bắt á, mấy con ốc chín nữa. Trời ơi, tắt trong cái nghiên cục thịt luôn. Hay là vỏ mỏng dính không à. Vỏ mỏng lắm. Rồi cũng như là em tiếp xúc rồi, nói chuyện ngoài không được là xong rồi. Cũng cho tiền rồi cho kêu. Đúng rồi, lúc đó thì em cho 100.000 thì chị đó lấy. Lấy cho tiền lấy đó là để đổ xăng ăn uống vậy, chắc cũng biết. Ủa đi xe máy rồi để đi để bắt xe đi luôn, để bắt xe đi tại con tôi đi bộ mà xăng đổ xăng lao đổ xăng rồi bây giờ đổ xăng là như là đúng không nữa bổ cho cơ thể như là cái xe là mình phải đổ xăng vậy đó. Thái hồ hay mọi người, thái hồ hay không khi mà ra ngoài xã hội rồi rất là nhiều những hoàn cảnh và những cái tình huống rất là đặc biệt. Nên là mình phải có cái cách xử lý nữa, khó lắm chứ không phải là lúc nào ra rồi mình thích quay xã hội thì mình quay, không phải. Không phải ai ra xã hội quay cũng được. Em
ăn con này đi. Nguyên con luôn này. Ra hết luôn á. Wow. Cái đuôi thấy đen á, bỏ cái bụng này bên hông. Mấy thằng này mà đi đem mình quay được nó. Cừ cừ. Nó đó. Mấy con cừ cừ là mấy con. Chỉ là mấy con cá. Nóc. Nóc với bồ hòm á. Mấy mẹ này cũng vui. Bà này cũng vậy mà. Con biết con vui nhất là con cá gì à? Bồ hòm hả? Con cá đuối á, hồi sáng. À cá đuối. Bố cái bụng nó cong nó cừ. Cái mặt nó cừ hả? Cừ hả? Ờ. Cái bụng nó, cái mặt nó dữ. Nó vui lắm. Nó còn sống á. Con đứa trẻ mà đang giỡn. Nó còn sống mà lật lại giò bụng nó bố bố. Cừ nó co nó cừ. Cái mặt nó dữ mà. Ủa mà con cá, con cá nóc là thường thường là nó độc và thường thường theo anh nghĩ là nó bị độc lên cái mặt không Huy? Cái mặt á. Mặt không đúng. Mặt máu. Mặt cái máu. Với lại xương sống. Cái tỷ á. Ừ. Độc. Nó chứ gần xịt mật á, nó đi theo đường máu của nó lan hết thịt luôn. À, còn thịt thì bình thường. Là mình ăn cái là mình lên 2 mét luôn. Đúng rồi. Nên thấy nhiều người người ta làm kỹ xuống lắm. Xuống 3 mét. Lên bàn thơ. Lên cao chút à. Xuống 3 mét là lên 2 mét. Giờ bữa đọc mấy comment á, kêu thuốc giảm cân á, giảm từ 5-6 kg xuống còn 2 nắm. Xuống còn 1 lạng. Còn nắm ở trong hũ. Vô hũ. Cái cá là có mấy con chín rồi ha? Nó chín nó nóng vậy. Thử đi. Chín chưa? Chín rồi. Chín rồi. Wow, chín rồi. Thử đi. Mấy con nóng vô rồi. Lột cái da ra. Cua nó thơm mùi như cá khô vậy. Nó mà ăn chứ. Ừ, thơm mùi cá khô. Ờ, đã. Hay vậy. Nó khô á, nãy giờ nó kiểu nó chín lửa nhỏ á. Chín riu á. Đúng rồi anh. Riu. Wow, con miếng thịt này. Con này ngồi chứ. Mời cả nhà cùng thưởng thức một miếng cá. Hầm nó nóng cá cắt kìa. Em ăn cá. Kho cá thì không biết nó. Hồi trước con có ăn một lần rồi. Nhưng mà hồi nãy tự nhiên nhìn lại cái thấy tại lâu quá thấy là nó mình. Tại vì nó bự anh không nhận ra. Ông mình bị đứng hình mấy giây á. Con này có nóc ăn chua hả? Ừ. Có ăn chua ngon. Có ăn chua ngon à. Thịt nó dai. Ồ. Ừ. Nó dai. Lâu quá mới ăn lại luôn á. Dai mà nó thơm nữa. Một con ốc mà bún nó. Rớt luôn nó. Rớt. Một con ốc ở đây nó. Ồ cái da nó y cái cắt kìa luôn nè. Cái này nó giống như cá lim kính của mình. Cái da da nó dày vậy, nướng cái nó hầm vừa nó nóng nó chín luôn. Nóng chín luôn. Nóng hơn sao thấy nè, mùi ngắt vậy ta. Ồ. Em lột nó lột nó lắm nó ăn vào trong em mà nó hầm luôn nó ủa sao nãy giờ nước mà thấy còn y nguyên một con một câu à nóng giống như cá bồ hòm vậy á hai con thịt hai bên giống cá bồ hòm con này với con cá bồ hòm làm na ná nhau á cũng dở da dày nhai thử cái dãy của nó hả trắng dãy giòn luôn à khó tư đúng không nhám dòng hoàng tử mà cái thịt nó rất là ngọt. Ngọt mà dai nữa. Mặc dù là nó không có to lắm. Nhưng mà vẫn ngon. Nhìn sói. Ngon. Cá lim kính. Thường là mình nghĩ mà là mình ngon. Ăn những con cá to ngon đúng không? Nhưng mà không ngờ là con cá kè này dù to hay nhỏ vẫn ngon. Quan trọng là nó tươi nữa sẽ ngon. Ừ. Wow. Từ rối luôn á. Ừ, nhỏ đi. Wow. Khoạp. Đúng không? Rộp. Vỏ ăn ngon không? Ừ. Mà cá này đâu có anh? Mua trong cái nát. Nhiều ký vậy anh? 10 lạng thôi á. 100 ngàn á. Thế anh mua 100 ngàn. Mắc hả? Rẻ á. Dạ hả? Bà bán rẻ cho anh á. Ủa em hướng Bình Sơn quay cho anh Thảo á. Ừ. Có 85 ngàn con bự hơn. À. Mà đợi anh nhớ anh mua 2 con bờ hòm cũng mấy trăm được. Ngàn mà về nó. Ừ. Đây là lý Vi. Đây là lý do vì sao con hồi nãy em ăn một đống. Đây nó rớt rồi nè anh. Rớt quá chừng luôn à. Nó tìm được bến đỗ mới á. Tùy em à. Cá đó là cá muối. Cá muối nên nó rẻ. Hôm bữa anh cũng mua chứ đó thử rồi. Cá bồ hòm. Mua về bữa có không ăn nữa. À ám ảnh luôn. Em để cái gì mà tư á là không bao giờ dưới 100 ngàn một ký. Cái tư nó không nào rẻ của nấy á. Không rẻ đâu. Còn cá mà muối đá rồi cỡ nào nó cũng rẻ hết á. Tại mấy cái ghe lên á. Ờ thì nó có đó gọi là đánh lại lửa hả? Bà nói luôn á, bà nói cô không bao giờ có để qua ngày mai muối rồi đâu.
Vậy thì ai bán là nó vậy. Đánh lạc hướng. Chứ em thấy ai bán mặt ông giả mà người ta nói à đây là mặt ông giả không mấy. Đúng rồi. Mua ủng hộ mình đi, có ai nói gì không? Có ai nói gì không? Quan trọng là cứ mua về thử đi. À, cũng như em đi ra mua quần áo, em mua cái áo đi, em hỏi cái áo này đẹp không cô, trong liệu mà nói xấu mà phải à, đẹp con mặt đẹp á. Xấu lắm con đừng mua chứ, con mua cái này này. Xong giờ đúng không? Thực tế nó gì không chú? Đẹp không hồn luôn. Đúng không? Về sư gương lại hú hồn. Cái này cá này thì mình làm nó sạch hết rồi, nên là ăn nó là thoải mái. Con nào chín chín nữa không? Con làm con nữa cho nó sáng sớm rồi. Cái vụ mùa áo quá nhớ nó, nước, nóng nó chín hết rồi, chín giờ trong quá rồi. Hồi trước anh ở trong Sài Gòn mà cũng ăn Tết chuẩn bị về quê, cái thằng bạn nó kêu đi mua đồ với nó, thì nó vô cái nó vô mua mà anh không có mua, nó mua bộ đồ cái quần rinh với cái áo, nó mua xong cái nó hỏi bà chủ quán á, nó kêu là cô cái bộ này con thấy đẹp mặt đẹp cô. Mấy kia mày hỏi thằng bạn mày kia, ý là hỏi anh á, mày hỏi thằng bạn mày kia, mày hỏi tao, tại tao thì tao bán đồ đâu có cái nào xấu đâu. Thà cái hả? Nói vậy luôn à. Cô thiệt thà cái... Ủa cái thịt nó sao mình tét ra nó nóng, nóng ta. Nóng rồi nãy giờ luôn. Cái da nó giữ đồ nóng. Cái da nó dày nãy, nó giữ đồ nóng lại. Thì như cá luộc luôn à. Nhưng mà quan trọng luôn. Cái vấn đề ở đây da nó không nóng đâu nha. Cái da nó tan nhiệt á. Mà nó hầm vô trong. Mà nó có nhiều cái lớp vậy nè. Đâu có nóng đâu. Nhưng mà khi mình nó hầm vô trong lại nó lại nóng. Như củ khoai vậy. Khô luôn thấy chưa? Thịt ở trong khô luôn. Khô đang luôn mà. Chính nó dính da luôn. Nóng mũi luôn. Phỏng tay, phỏng tay. Phỏng á. Phỏng tay có. Quá trong nó nóng quá. Cá luộc luôn ha. Chín cái da rồi. Da giòn rất là ngon. Thế thì hôm nay thì cũng chia sẻ đến mọi người rất là nhiều điều thú vị luôn. Hôm nay thật sự một ngày là đi rất là đặc biệt. Và mọi người cũng ăn và thưởng thức những các loại hải sản tại chợ biển Cà Ná. Tại đó thì rất là nhiều hải sản tươi luôn mọi người. Mà tiếc quá là giờ mình đi trễ nên tiếng người ta đi chợ hết rồi. Ủa, chứ không mình đi sớm là đầy luôn. Đúng rồi. Ở mình là vô đó hơi trễ. Đi chợ mà 10 giờ mới đi thì còn gì nữa. 9 giờ. Đi vô đó mất hết tiếng rồi. Dầm dầm nữa. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã thêm theo dõi video này nha. Bây giờ chắc Huy cũng kết thúc video tại đây luôn. Chào tất cả mọi người. Bye bye. Ê, có mấy cái ô qua kìa. Ờ, nhà sống ngon. Ngon lắm á. Ngon lắm chứ. Phải hái vô bỏ tủ lạnh để dành là mới nấu được, chứ không là nó cứ chín trái lâu lâu nó chín trái. Nó cứ ra thấy xanh hái vô. Khoạp. Bỏ cái tủ mát á. Không bỏ tủ mát nó lại làm chín luôn á. Đó còn thấy nồi. Mấy ông Thái Lan á. Ủa. Bạn đang nhảy vô đây. Ôi.